khi sàn đấu ngôi sao một lần nữa thử thách kiến thức âm nhạc của các nhạc sĩ với phần tranh tài của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca sĩ Phan Như Thùy, nhạc sĩ Phúc Trường, ca sĩ Trương Bảo Như. Thường đó là ca sĩ chụp hình á, là người ta sẽ chụp hình đưa cái mặt như nè. Hay quá. Về chỗ đi, em nói cho anh nghe thông tin này hay lắm. Mấy cái tấm hình nó bị đảo ngược á, chứ nó không phải xếp một cái tấm hình hoàn chỉnh anh, không, đúng không? Bé thông minh lắm anh. Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát, với những con người cuộc đời mang con tim say trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở lại. Những thích chọn các bạn có 102. Anh thích mùa đông. Em thích mùa hoa sữa. Và đáp án chính xác chốt của đội mình là mùa hè. Mùa hè. Trời. Lần sau cho anh chơi với người khác. Đón xem sàn đấu ngôi sao phát sóng vào lúc 19:15 thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 trên VTV9.